Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Thắng Mobile. Ngày 8 tháng 3 xin kính chúc quý chị em phụ nữ ngày càng xinh, trẻ, vui vẻ và hạnh phúc nhé. Thì hôm nay bên mình có quay trở lại làm video và vẫn như thường lệ sẽ giới thiệu những chiếc máy đang có tại kênh. Nhưng do ngày 8 tháng 3 bên mình sẽ giảm trực tiếp 200.000 cho quý chị em phụ nữ. Nếu quý chị em phụ nữ mua hàng ủng hộ bên mình giảm trực tiếp 200.000 vào giá trị vào cái tiền máy nhé. Và hôm nay máy bên mình sẽ báo cho các bạn là chưa bao gồm khuyến mại trừ các bạn nhé. Mà trực tiếp nếu mà chính chủ chị em phụ nữ mua ủng hộ bên mình sẽ trừ thẳng vào luôn. Đó, đầu tiên sẽ nói đến đó là một cây iPhone 7 bản 32GB máy màu vàng gold. Đấy, nam dùng cũng được, nữ dùng cũng xinh. Giá chỉ có 2 triệu 4 thôi. Hàng zin đẹp. LG Win 4 triệu 100 nghìn. Hàng zin có phẩy nhẹ các bạn nhá. Đấy. LG Win màn xoay nhá. Lốt 20 Ultra phiên bản Mỹ, hàng zin kem. Bên mình đang bán là 9 triệu 9. S21 đây dành cho chị em phụ nữ đây. Màu sáng tươi. Nhìn rất là đẹp các bạn nhá. Thì S21 bản Mỹ này bên mình bán các bạn giá cũng chỉ có 6 triệu 600 nghìn. Hay là những chiếc iPhone đây có iPhone XS. Hôm nay bên mình có 4 cây thôi. Hôm nay đi tuyển chọn được 4 cây thôi các bạn nhé. Đó. Thì tất cả pin đều trên 90 và bên mình bao cho các bạn pin zin, không kích, không thay các bạn nhé. Nên các bạn yên tâm, toàn pin chuẩn thôi. Ngoại hình con nào con đấy cũng đều là hàng chất nên đẹp tầm 98-99% nhé. Có xước sát các bạn nhé, chứ không thể nào không xước sát được. Có các màu này là màu đen, màu trắng, màu vàng. Giá chỉ từ 5 triệu 400 nghìn thôi. Đó. Hay là những chiếc Oppo thiết kế rất là độc đáo và đẹp các bạn nhé. Cực kỳ tỉ mỉ và tinh tế. Tất cả các viền camera này đấy, nó đều có gọi là đèn nét các bạn nhé. Khi các bạn cắm sạc hoặc là có thông báo ấy, thì nó sẽ có các cái đèn nét chạy xung quanh camera rất là đẹp. Đó, Reno 7, Reno 8Z 5G và Reno 8. Đó, bên mình đang bán cho các bạn giá chỉ là tầm 4 triệu 900 nghìn nhá. Đấy. Hay là lốt 20 bản Hàn máy một SIM bộ nhớ 256, bên mình đang bán ra cho các bạn là 5 triệu 300 nghìn, con này nguyên áp suất luôn. Đây là một con Samsung A90 5G bản Hàn. Đấy, con này thì pin châu sống khỏe. Đây là vết bẩn đó các bạn nhé. Đấy, vết bẩn, cạo đi là sạch luôn. Đấy, pin châu sống khỏe. Bên mình bán các bạn giá 2 triệu 8. Đấy, S10e. S10e thì hôm qua bên mình có 12 cây. Thì hôm nay cũng còn lại là 4 cây, 4 màu. Tất cả con nào con đấy đều là hàng đẹp, tuyển chọn đẹp 99 đến cận keng luôn các bạn nhé. Đấy, hàng zin nguyên bản, không có chuyện là tháo mở hoặc sửa chữa nhé. Bên mình bán cho bạn giá 3 triệu 350 nghìn thôi. Lốt 10. Đấy, lốt 10 bản Hàn bên mình đang bán cho các bạn con này là 4 triệu 700 nghìn các bạn nhé. Lốt 10 bản Hàn 4 triệu 700 nghìn. Đấy. Hay là S22. Đấy, Samsung S22 bản Việt. Bên mình bán cho các bạn với giá của nó chỉ có là 9 triệu 400 nghìn. Đó là những chiếc máy đang có tại kênh Việt Thắng nhé. Ngoài ra bên mình vẫn còn đang bán cả laptop Lenovo X1 Carbon nhé. RAM 6 bộ nhớ SSD 128. Đây, các bạn nào cần thì cứ alo bên mình nhé. Thì bên mình sẽ vào giới thiệu chi tiết từng máy tại sao giá lại như vậy nhé. Đây, cây đầu tiên là một cây iPhone 7 đây. Bản 32GB máy màu vàng, đến bây giờ mà được những chiếc máy hàng zin chất như này thì cực kỳ đẹp, tuyệt vời luôn. Đấy. Hàng thì bên mình đã thay pin 100% rồi, bởi bọn này thì pin bây giờ nó cũng toàn 7 mấy với 6 mấy thôi. Đấy. Vân tay vân chân đầy đủ các bạn nhé, bộ nhớ của nó là 32GB. Mã ZP trên hàng Singapore này thì không bao giờ có chuyện là máy lóc các bạn nhé. Đấy. Đấy, pin của nó 100% rồi, các bạn về các bạn chỉ việc lắp SIM vào dùng thôi. Đấy. Bản quốc tế, ngoại hình đẹp, bên mình bán cho bạn giá là 2 triệu 400 nghìn. Đấy, các bạn sẽ được tặng một bộ sạc, một ốp lưng và một kính cường lực, bảo hành 3 tháng, bao zin toàn bộ, trừ pin. Một chiếc LG Wing. Đấy, LG Wing này là bản 5G các bạn nhé, một SIM. Ngoại hình của nó thì có xước sát theo 5 tháng nhé. Đấy, có xước sát. Đấy.
Đấy. Đấy, hai màn hình cực kỳ là độc lạ. Đấy, hai màn này thì các bạn yên tâm, ở dưới có thể là sử dụng một tác vụ, ở trên một tác vụ, ví dụ các bạn ở trên các bạn có thể là xem YouTube này chẳng hạn, ở dưới các bạn có thể là chat hoặc là đọc tin nhắn hoặc là các thứ ABC đi. Đấy, low stop in the house này. Đấy, camera loa của bọn này thì nghe tuyệt vời luôn các bạn. Cực kỳ. Đấy, hàng này bên mình sẽ không dám mở quá lâu bởi vì nó còn đánh vào bản quyền của video. Đấy, máy thì đẹp tuyệt vời luôn. Camera này ở dưới các bạn có thể là, đấy, camera này bạn nhìn tuyệt vời luôn, camera bọn này thì không còn gì ở trên. À đây này, đây là bác nó bắt mình kiểu như là dê dê này, đấy, các bạn thấy chưa, camera nhìn chụp nét chưa các bạn. Đấy, đây là dê dê lên đây xuống này để chụp ẩn các kiểu rất là ok. Riêng mặt trước thì nó lại có camera thò thụt. Đấy, các bạn thấy chưa, camera nhìn rất đẹp nhá, rất nịnh mắt luôn. Đấy, bạn nào mà làm vlog những con này thì tuyệt vời. RAM của nó là 8GB, bộ nhớ của nó 128GB các bạn nhá. Vậy mình bán cho các bạn với giá của nó chỉ có 4.100.000 thôi. Đấy, lốt 20 Ultra phiên bản Mỹ, 2 SIM, 2 sóng online. Con này vẫn còn siêu viền này. Đấy, vẫn còn siêu viền này. Đấy, giá là 9.900.000, máy zin nguyên bản, màn trắng sáng và một ngủ. Chip Snapdragon 865 Plus, RAM của nó là 12GB, bộ nhớ của nó 128GB các bạn nhé. Đấy. Máy bán ra sẽ tặng kèm một ốp lưng, một miếng dán màn hình và một bộ sạc siêu nhanh. Đấy, S21 đây này. Đấy, các bạn nhìn này, đấy, màu hồng và màu vàng tím nhá. Đấy, đây là màu vàng tím này, đấy, vàng đồng này và màu tím xanh này. Đấy, giờ đây là màu hồng này. Đấy, máy thì cực kỳ đẹp luôn. Đẹp tuyệt vời luôn nhá. Đấy, còn cả siêu viền đây các bạn biết rồi, hàng chất, zin nguyên bản, nguyên áp suất luôn. Màn trắng sáng không ám, không ngố, không lưu hình. Và RAM của nó là 8GB, bộ nhớ của nó là 128GB, chạy con chip Snapdragon 888. Đấy, máy 2 SIM 2 sóng. Cực kỳ siêu bò luôn. Con này bên mình đang bán giá chỉ có 6.600.000 thôi các bạn nhá. Nhỏ gọn mà có võ này. Hoặc là những chiếc iPhone XS đi. XS thì trước mắt thì có hai cây màu gold này trước, một cây pin 90 và một cây pin 96. Bên mình bao pin zin luôn. À đây để xem là bản quốc tế gì nhá. Face ID đầy đủ nhá. À đây là bản quốc tế Mỹ này, 64GB này, 2 SIM, 2 sóng online, 1 SIM vật lý và 1 eSIM. À, riêng cây pin 96 thì bên mình sẽ bán bạn giá là 5.800.000. Và cây pin 90 bên mình bán bạn giá là 5.600.000 các bạn nhé. Và cái hàng iPhone XS này thì như video hôm trước, như video trước bên mình có về được 6 cây iPhone XS ấy, thì bán cũng chỉ trong lốp nhạc là bay thôi. Cho nên là bạn nào nếu mà muốn mua thì cứ chốt nhanh và mạnh mẽ lên nhé. Đó, thì hôm nay bên mình cũng chỉ có mỗi 4 chiếc thôi, thì hàng như thế này là hàng chất nên các bạn đừng so sánh giá, các bạn chỉ cần chủ yếu nó là những chiếc hàng chất các bạn nhé. Đấy, mặt trước mặt sau đều rất đẹp, thấy chưa. Đấy, xước sát thì chắc chắn là nó sẽ có xước sát nhưng mà nó là trong cái thuộc diện là hàng đẹp rồi các bạn nhé. Bộ nhớ này của nó tất cả đều 64GB bản Mỹ và pin của nó đều trên 90%, và những chiếc máy như này sẽ được gọi là hàng hiếm các bạn nhé. Đấy, có màu đen màu trắng thì bên mình sẽ bán các bạn giá là 5.400.000. Đấy, 5.400.000 là màu đen trắng, còn màu vàng thì bên mình đang bán là 5.600.000 và 5.800.000 các bạn nhé. Pin bên mình bao cho các bạn luôn, không thay thế, không có chuyện kích nhá, nên các bạn yên tâm, hàng này là hàng cả trăm cây thì chỉ có mấy cây thôi, bên mình chấp nhận mua giá cao để có hàng chất bán cho các bạn. Còn đây sẽ nói đến tiếp đó là những chiếc Oppo đi, Oppo Reno 7. Đấy, con máy này thì còn bảo hành chính hãng của hãng luôn các bạn nhé, đến ngày 1/6/2023 này. Đấy, máy này thì pin tất cả đều là pin khỏe hết, pin 5.000. Đấy, này Oppo Reno 7
Bộ nhớ của nó là RAM là 8 cộng 4, bộ nhớ là 128GB. Rất thoải mái, và đặc biệt các chị em phụ nữ mà dùng những chiếc máy này để selfie thì mình khẳng định luôn, không có đối thủ. Đây các bạn nhìn này. Tức là cái camera của bọn này nó lịnh mắt rất là nhiều. Đấy, nhưng mà không kém phần trung thực đâu. Đấy, khi các bạn cắm sạc này, chỗ này nó sẽ sáng đèn lên này, hoặc là có thông báo sáng đèn lên cực kỳ đẹp luôn nhá. Đấy, ngoại hình của nó thì đẹp như một chiếc máy mới luôn. Bên mình đang bán giá là 4.800.000. Zeno 8Z 5G thì có hai cây. Đấy, một vàng và một đen. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. RAM zoom thì cũng khỏe. Tất cả đều còn bảo hành chính hãng nhé. Đây, con này RAM 8 cộng 4, bộ nhớ của nó 256GB. Đấy, nên các bạn yên tâm. Một con thì còn bảo hành đến 15 tháng 9 năm 2023. Một con thì còn bảo hành đến ngày 2 tháng 1 năm 2024. Tất cả thì đều có phụ kiện zin đi theo máy các bạn nhé. Phụ kiện zin đi theo máy luôn. Là Zeno 8Z 5G. Đó, giá thì chỉ có là 6.800.000 thôi các bạn nhé. 6.800.000. Hay là chiếc Oppo Reno 8 5G, Zeno 8 5G cao cấp hơn. Đấy, các bạn nhìn này, đẹp móc mắt luôn. Con này thì ở đợt đầu mua là giá là 13.990.000, và đến bây giờ các bạn mua máy mới sẽ rơi vào tầm 12.990.000. Nó giảm được triệu rồi. Nhưng mà hàng máy cũ, mà hàng dùng lướt nhé, còn mùng 7 tháng 10 năm 2023 bên mình chỉ bán cho các bạn với giá của nó là 7.900.000 thôi các bạn nhé. 7.900.000, có phụ kiện gì đi theo máy. Đấy, tiếp theo A95G. Đấy, 2.800.000, ngoại hình của nó thì không có cấn móp gì cả, nó chỉ xước sát theo 5 tháng thôi. Rất là nhẹ, tầm khoảng 98% luôn. Đấy, màn hình của nó thì hơi ám nhẹ nhưng mà không ảnh hưởng gì đến cái độ ngoại quan của nó nhé, độ hiển thị của nó đây các bạn nhìn này. Đấy, nó không có gì ảnh hưởng cả. Chữ số, số má đọc rất là rõ ràng. Đấy, kể xem video xem hình ảnh cũng rất rõ ràng. Đây là người ta gọi là ám nhẹ độ 1 thôi. Đấy, RAM 6 bộ nhớ 128GB, chip của nó Snapdragon 855, pin của nó 4500, màn hình của nó 6.7 6.8 inch, rất to khỏe. Đấy, giá chỉ có 2.800.000 nhé. Lốt 20 bản Hàn. Đấy, hàng zin đẹp luôn. Đây mình sẽ test qua áp suất cho các bạn này. Ấn nhẹ thôi nhé, đây chỉ cần ấn một tay thôi nhé. Ấn một tay này dòng barometer là nhảy dựng lên rồi. Đấy, con này thì các bạn yên tâm, hàng chất. Chỉ có điều đó là viền của nó thì đẹp tầm khoảng 97-98% thôi. Ở trên thì là đẹp này, ở trên là đẹp này, ở dưới này cũng đẹp này, bởi vì nó còn siêu viền, còn ở hai bên sườn này. Đấy, do dùng ốp thì là nó sẽ nấm tấm nhỏ một chút, xước và xước răm thôi. Đấy, nhưng mà giá thì lại rất là rẻ. Đây màn hình cũng xước răm rất ít này. Đấy, rất là rẻ thôi, bản Hàn một sim có 5G, giá nó chỉ có 5.300.000 thôi các bạn ạ. Đấy, sở hữu lốt 20 nhá, có sử dụng bút đầy đủ, giá chỉ có 5.300.000. S10e bản Mỹ một sim, RAM của nó là 6GB, bộ nhớ của nó là 128GB, chip của nó Snapdragon 855, và giá bên mình đang bán cho các bạn là 3.350.000. Đây là những chiếc máy mà hàng này là hàng người ta gọi là hàng trả bảo hành nhá. Đấy, các bạn nhìn này, hàng đẹp gần như máy mới luôn. Đấy, đầy đủ chức năng, màn hình trắng sáng, không ám, không ổ, không lưu hình. Đấy, khi các bạn mua một chiếc máy cũ nó bị lỗi thì không sửa được thì họ sẽ đổi cho các bạn một con máy như thế này. Đấy, nên các bạn yên tâm, những chiếc máy này thì pin đều rất là khỏe nhé. Đây mình có màu xanh ngọc này, màu xanh tím than này. Đấy, xanh tím than này. Đấy, và màu trắng này. Đấy, và màu trắng nhé, trắng ngọc luôn. Đấy, thì bên mình đang bán cho các bạn giá là 3.350.000, sẽ tặng các bạn một bộ sạc. Đấy, sẽ tặng các bạn một bộ sạc, một tai nghe và một kính cường lực các bạn nhé. Ốp lưng thì bên mình đang đặt rồi, thì chắc tầm khoảng tuần nữa là hàng sẽ về, và lúc đấy các bạn nào cần ốp lưng thì bên mình sẽ lại gửi cho các bạn ốp lưng nhá. Ốp lưng thì nó cũng rẻ thôi,
Bên mình mua thì nó chỉ có 9.000 một cái ốp lưng thôi nên các bạn yên tâm. Đây, đây là lốt 10 nhá. Lốt 10 màu đa sắc này, ngoại hình của nó này. Viền của nó thì đẹp luôn nhá. Viền của nó đẹp. Lưng của nó thì cũng đẹp. Đấy. Con này thì bên mình đã mở ra kiểm tra, bởi vì bên mình đã mua của khách hàng. Cho nên là bên mình phải mở hẳn máy ra để kiểm tra xem máy còn zin hay là không zin nhé. Đã sửa chữa gì chưa. Nhưng mà bên mình bao cho các bạn, nó là hàng chuẩn zin. Đẹp. Màn trắng sáng không áo, không lưu hình. RAM của nó là 12GB. Nên các bạn dùng những chiếc máy như thế này thì các bạn yên tâm nhé. Bên mình đã kiểm tra cả trong cả ngoài rồi. Màn hình thì trắng sáng không áo, không lưu hình. Đó, giá thì chỉ có là 4.700.000 thôi các bạn nhé. 4.700.000 thôi. Đấy, hoặc là S22. Đấy, S22 bản Việt Nam này các bạn này, hàng gì đẹp 99% này. Còn siêu Việt này. Đấy, máy thì nguyên áp suất chắc chắn rồi. Đấy. Đấy, bản Việt Nam nhá. Đấy, áp suất căng đét luôn. Cái hàng này các bạn đi thả nước thoải mái nhá. Đi bơi cũng được. Đấy, giá chỉ có 9.400.000 thôi. Vậy là hôm nay bên mình đã giới thiệu xong, thì rất mong nhận được sự ủng hộ từ tất cả các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.